sức sống tiềm tàng của Mỹ Qua đêm tình mùa xuân Ok chưa nào Sức sống tiềm tàng của Mỹ Qua đêm tình mùa xuân Các em ơi Nếu mà nhắc đến đêm tình mùa xuân Thì chúng mình sẽ nhắc tới những cái tác nhân nào Đã tác động đến Mỹ thế ạ Các em Đã có những cái tác nhân nào À Nào các bạn Đã có những cái tác nhân nào ảnh hưởng đến Mỹ thế ạ đã có những cái tác nhân nào ảnh hưởng đến Mỹ thế ạ? ở trong đêm mùa xuân nào các bạn có còn ghi nhớ chút kiến thức nào không à rồi mùa xuân men rượu và tiếng xảo chính xác ạ à. hãy nhớ giúp chị nhé mùa xuân men rượu và tiếng xảo vô cùng chính xác và cái tác nhân mà có tác động nhiều nhất tới mị là gì nhỉ? chính xác đó là tiếng sáo đúng rồi ạ à. các bạn ơi rất tốt thế thì ở đây chúng ta có thể thấy rằng cô mị bây giờ đang ở trong một cái hoàn cảnh là một cái người đàn bà buông xuôi tất cả mọi thứ đúng không ạ đang là một cái người đàn bà mà buông xuôi tất cả mọi thứ không có thiết sống nữa chỉ tồn tại như thế thôi lùi lũ như một con rùa đằng sau xó cửa thôi không quan tâm tới bất cứ điều gì cả đúng không ạ không quan tâm tới bất cứ một cái điều gì cả thế thì ở đây chúng ta có thể thấy rằng là gì ạ à đột biến trong nhân vật ta nhận ra được một cái đột biến trong nhân vật đúng không từ một người đàn bà từ một người đàn bà buông xuôi đầy cay đắng được không ạ à? thì bây giờ cái sức sống lại trở lại trong tâm hồn mỹ được không ạ à? và cái động lực quan trọng được không ạ à? để thôi thúc mị được kể tới đó chính là thứ nhất tác nhân tạo nên sự đột biến đó đó là gì ạ à? thứ nhất đó là mùa xuân à thế tại sao cô mị cô ấy không cô ấy không uh, gọi là gì ạ à? tìm lại được cái sức sống tiềm tàng của mình ở trong các mùa xuân trước mà bây giờ lại phải đến tận mùa xuân này thì cô ấy mới tìm lại được cái sức sống tiềm tàng của mình các bạn nhỉ? Chị đang rất phân vân về điều này, <laughs> chị đang rất phân vân về điều này ạ, à. chị đang muốn hỏi là tại sao phải đến tận mùa xuân này mà không phải là một mùa xuân trước? À, tại sao? Tại sao không phải là mùa xuân này mà lại là một mùa xuân trước? À, các bạn ơi, à, ui trời ơi! một chàng vỗ tay <laughs> này Xuân Linh ơi Ví xuân nào cũng là Xuân Linh cho tôi tôi đến ạ à luôn đấy ạ tôi đến ạ à, nhá chính xác một chàng vỗ tay cho những chiến binh rất tuyệt vời chính xác đó là vì mùa xuân năm nay đến sớm các bạn ạ mùa xuân năm nay đến sớm hơn và cái sự đột biến của thiên nhiên đã tạo nên sự đột biến trong lòng người được không nào tạo sự đột biến trong lòng người ok chưa ạ thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhé sự đột biến của tự nhiên đã tạo nên cái sự đột biến trong lòng người còn cộng thêm cả một cái gì nữa một cái không khí rộn rã khắp bàn làng không khí rộn rã khắp bản làng nữa. Đúng không ạ? À, với những cái vẻ đẹp à của âm thanh, màu sắc, đường nét đúng không? Đường gì ạ? Màu sắc khung cảnh, con người. Đúng không ạ? Âm thanh, màu sắc khung cảnh, con người vân vân. Được chưa nào? Thế thì chúng ta có thể thấy rằng là gì ạ? à chúng ta có thể thấy rằng là cái thời điểm diễn ra mùa xuân trong thời điểm lúc bấy giờ đó là gì ạ đó chính là uh, một cái thời điểm mà gió rét rất dữ dội đúng không ạ mùa xuân năm nay đến sớm và chúng ta có thể thấy rằng là mùa xuân đến sớm ở đây được thể hiện đó là cái thời điểm gió rét rất dữ dội và có lẽ cũng chính bởi cái điều đấy mà người ta lại có mong muốn đi tìm hơi ấm À, chắc là ở đây thì cũng có những bạn ở khu vực miền nam đúng không các em thì không không có mùa đông rõ ràng như các bạn ở miền bắc thế nhưng mà chị nói thật với các bạn cái này nó cũng là một cái điều như thế nào ạ à nó cũng là một cái điều khá là là dễ hiểu đối với các bạn ở miền bắc thôi. các em có công nhận với chị một điều đó là cứ mùa đông đến ấy, là cảm giác mình cứ muốn là mình mình kiểu mình chui chui vào đâu hay rúc rúc vào đâu ấy. kiểu kiểu thấy muốn tìm một người nào đấy là kiểu ở bên cạnh mình ấy. kiểu kiểu vậy đúng không? thì các em phải hiểu rằng là mùa đông trên miền núi cao thì lại càng giá lạnh và trong một cái khung cảnh như thế với một cái thời tiết như thế thì cái việc người ta mong muốn đi tìm cái gì ạ à? người ta mong muốn đi tìm một hơi ấm nó là điều rất là bình thường đúng không thế nên nó nó gì ạ à? nó cũng là một một cái sự mà chúng ta thấy nó cũng là một cái chuyển biến đấy nó cũng là một cái chuyển biến đấy đúng không ạ à? và chúng ta có được một cái bức tranh ngày xuân lúc bấy giờ bức tranh của mùa xuân đó là gì với màu vàng của cỏ xanh này đúng không ạ à? rồi màu đỏ tím của hoa thuốc phiện này màu đỏ tím của hoa thuốc phiện này ok chưa ạ à? hay là gì hay là hình ảnh màu của những chiếc váy hoa chiếc váy hoa với màu sắc sặc sỡ này được không ạ à? với màu sắc sặc sỡ được phơi trên mỏm đá được không nào được phơi trên mỏm đá ok chưa ạ à? đến ngày hôm nay thì tôi mới biết là tôi đang được dạy một cái lớp học phải nói rằng đây có lẽ là lớp học tình thương bởi vì là có rất nhiều các anh chị thanh thiếu niên đang ở độ tuổi 18 đôi mươi và để lại ở đây rất nhiều comment chia sẻ rằng chị ơi, em rất muốn hơi ấm của một ai đó. Giờ mùa hè mà em cũng đang mong hơi ấm của một ai đó. Mùa nào em cũng thiếu hơi ấm chị ạ và chúng ta không biết là nên bày tỏ một cái thái độ như thế nào đây. À, cho việc là gì ạ? À? Không biết là nên bày tỏ một cái thái độ như thế nào cho việc là đúng là một lớp học đang cực kỳ thiếu tình thương yêu à. <laughs> Các em ơi, tình thương yêu luôn luôn ở bên cạnh chúng ta. Chỉ cần chúng ta sẵn sàng cho đi nó thì chúng ta cũng sẽ nhận được nó. Vậy nên là bây giờ là phải xem lại mình xem là mình đã thực sự mở lòng để đón nhận và cho đi tình yêu thương hay chưa đúng không? Ok nhá, chỉ mong là các bạn sẽ luôn luôn có một cuộc sống tràn ngập tình yêu thương. Được chưa nào? Rồi. Ok thế thì bây giờ quay trở lại đây các bạn sẽ chú ý này. Chúng ta có một cái bức tranh với những cái gam màu rất là ấm áp đúng không ạ? À? Những gam màu rất là ấm áp. Bên cạnh đó là âm thanh. À, bên cạnh đó là âm thanh. Đó là gì ạ? À? âm thanh của trẻ con nô đùa chơi cù chơi quay trên sân trước nhà đó là khung cảnh của những chàng trai cô gái đúng không ạ à phải không ạ những cái âm thanh rất là vui tươi đúng không ạ và chúng ta có thể thấy rằng là gì ạ nếu như cái đêm tình mùa xuân là một cái đêm tình mùa xuân trong cái đêm tình mùa xuân trong cái đêm tình mùa xuân mà bị lừa bị bị lừa bắt làm vợ ấy, đúng không ạ bị vùi dập cuộc sống bị vùi dập ấy, thì bây giờ chúng ta thấy rằng cái sự hồi sinh lại được bắt đầu cũng từ đêm tình mùa xuân sự hồi sinh được bắt đầu cũng từ đêm tình mùa xuân các bạn nhá cũng được bắt đầu từ một đêm tình mùa xuân và chúng ta có thể thấy rằng là gì ạ? đó là một mùa xuân đang bung nở, mùa xuân đang bừng nở và khiến cho lòng người thì bùng nổ trở lại. à được không ạ? bùng nổ trở lại. đó thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhé. và chúng ta thấy được rằng là gì ạ? chính những cái tác nhân đó đã đánh thức sức sống trong lòng con người. Đánh thức sức sống trong lòng con người Chúng ta sẽ cùng xem lại cái đoạn mà nhà văn Tô Hoài đã viết về mùa xuân nhá Được chưa nào? Chúng ta sẽ cùng xem lại cái đoạn mà nhà văn Tô Hoài đã viết về mùa xuân cùng với chị nhá Ok chưa ạ? À? Đợi chị chút xíu Đây ạ, à, chị sẽ mở sách giáo khoa cùng với chúng mình nhá Và các em sẽ xem giúp chị Trời ơi, sao lại cứ không mới được thế nhở? Ok ạ, à, chúng ta sẽ xem lại giúp chị này đây. Để xem là Tô Hoài đã viết như thế nào về khung cảnh mùa xuân này. Và hãy tưởng tượng để xem là nó sẽ đẹp như thế nào trong mắt của các bạn nhé. Ok. Đây chúng ta có vợ chồng A phủ của nhà văn Tô Hoài này. Đây là vợ nhặt. Đây, vợ chồng A phủ đây. Ok, đây ạ, à, bắt đầu nhá. Như sau. Đây ạ. Đây ạ. Như sau này. Đây ạ. Đây nhá. Đây, trên đầu núi, các nương ngô nương lúa, các nương ngô nương lúa gặt xong, ngô lúa đã xếp đầy yên, đã xếp yên đầy các nhà kho, trẻ con đi hái bí đỏ, tinh nghịch đã đốt những lều cách nương để sưởi lửa ở hồng ngài. Người ta thành lệ cứ ăn Tết khi gặt hái vừa xong, không kể ngày nào tháng nào. Ăn Tết như thế cho kịp lúc mưa xuân xuống thì đi vỡ nương mới. Hồng ngài năm ấy ăn Tết giữa lúc gió thổi vào cỏ danh vàng ừng, gió rét rất dữ dội. Được chưa ạ? Gió rét rất dữ dội. Rồi. Đây ạ. Nhưng trong các làng mèo đỏ, những chiếc váy hoa đã đem ra phơi trên mỏm đá, xòe như những con bướm sặc sỡ. Đám trẻ đợi Tết chơi quay, cười ầm trên sân trước nhà. Ngoài đầu núi, lấp ló đã có tiếng ai thổi sáo rủ bạn đi chơi. Mị nghe tiếng sáo vọng lại thiết tha bồi hồi. Mị ngồi nhầm thầm bài hát của người đang thổi. Ở mỗi đầu làng có một mỏm đất phẳng làm cái sân chơi chung ngày Tết. Trai gái, trẻ con ra sân ấy tụ tập đánh bao, đánh quay, thổi sáo, thổi khèn và nhảy. Đó, các bạn thấy được không gian mùa xuân chưa ạ? Các bạn đã thấy được không gian mùa xuân ở Tây Bắc chưa ạ? Nào, các bạn đã thấy được không gian mùa xuân ở Tây Bắc chưa ạ? Và nếu như chưa thấy rõ thì mình sẽ cùng xem mùa xuân Tây Bắc. À, ok chưa mình sẽ cùng xem sợ gì <laughs> được không ạ à? mình cùng xem sợ gì đây các bạn thấy không ạ à? mùa xuân tây bắc này đó đẹp không mùa xuân tây bắc đẹp chưa ạ à? mùa xuân tây bắc xem luôn để mường tượng chứ có gì mà phải ngại nhá có gì mà phải ngại đó mùa xuân tây bắc này đẹp không ạ à? đó mùa xuân tây bắc đó mùa xuân tây bắc nha sapa mộc châu uhm, đó ok không ạ đó chị nghĩ là chắc là phải là gì ạ uhm, gọi là ngày tết ngày tết tây bắc ok chưa ạ đấy các bạn thấy vui chưa thấy không ạ à? phong tục đón tết này vui chưa ạ à? tụ tập trên một cái sân đây để chơi đấy những cái trò chơi dân gian này trong ngày tết đấy đó họ cùng nhau ăn uống này đó các bạn thấy không ạ à? rất là vui đúng không và chúng chúng ta có thể thấy rằng là làm sao mà chúng ta lại có thể gì ạ à? à làm sao mà chúng ta lại có thể thờ ơ trước những điều vui tươi này được đúng không Bản thân mị cũng thế Bản thân Mỹ cũng không thể nào làm ngơ trước được những cái điều đó Và mặc dù chúng ta thấy được là gì ạ Rõ ràng là có một cái sự biến chuyển rất lớn Ở trong nhân vật Ở trong gì ạ Ở trong nhân vật này khi mùa xuân đến em ơi cho chị xin 30 giây để chị cắm cái sạc pin cái nhá Không làm máy tính bây giờ là sập nguồn luôn đấy. Đợi chị một xíu Chị chỉ xin 30 giây rất nhanh để chị cắm sạc pin thôi Ok không ạ các bạn đợi chị chút xíu nhá Rồi ạ. À, Sạc thêm năng lượng một tí xíu. Ok, rồi bây giờ quay trở lại nhá. Đấy là những cái hình ảnh để các bạn có thể tưởng tượng ra về mùa xuân về ngày Tết ở Tây Bắc. Và chúng ta có thể thấy rằng là bản thân nhà văn Tô Hoài đã miêu tả rất là rõ về cái đó cho chúng ta thấy, đúng không ạ? À? Và các em ơi, mùa xuân thì chỉ là một tác nhân thôi. Nhá. Mùa xuân thì chỉ là một tác nhân thôi. Chúng ta vẫn còn những tác nhân khác nữa Đó chính là men rượu Mùa xuân này Được chưa nào Bây giờ sẽ là men rượu Được không ạ à? Bây giờ sẽ là men rượu Và chúng ta có thể thấy rằng là gì ạ à? Men rượu ở đây được thể hiện qua việc Một cái hành động cực kỳ nổi loạn của nhân vật này đó là uống rượu Như thế nào nhỉ các em nhỉ Uống rượu ực từng bát Các bạn nhá Uống ực từng bát luôn ạ à. Đây là một cái sự gì? Một cái sự bùng nổ Một cái sự phản kháng rất mạnh mẽ Bởi vì sao? Bởi vì là đàn bà con gái Ở nhà thống lý bá cha thì không được phép uống rượu Cộng thêm với cả việc đó là gì ạ? À? Đó là Mỹ chỉ là một cái cô con dâu gạt nợ thôi Lại càng không có quyền được uống rượu Mỹ chỉ là thân châu ngựa thôi mị lại càng không có quyền được uống rượu. Đúng không ạ? Thế nhưng mà chúng ta có thể thấy ở đây đó là gì nhỉ? Mị đã uống rượu, cứ uống ực từng bát, đó là một cái sự bùng nổ và phản kháng. Mị uống rượu để làm gì? Mị muốn quên đi thực tại. Đúng không? Thế nhưng mà muốn quên đi thực tại thì sau đó khi mà có men rượu vào rồi thì lại gì ạ? Lại càng nhận thức rõ hơn về thực tại của chính mình đúng không ạ và lại còn đem về cả nỗi nhớ cho nhân vật này nữa đó là nhớ về hình ảnh của mị những ngày trước đúng không mình hình ảnh của mị ngày trước đúng không ạ và chúng ta thấy rằng là cái men rượu này đã có một cái tác động rất lớn đối với mị để bản thân cô gái này cô ấy như thế nào nhỉ các em nhỉ để bản thân cô gái này cô ấy đã có những cái sự thay đổi phải không ạ bản thân cô gái này cô ấy đã có những cái sự thay đổi với những cái hành động rất là từ trước đến giờ không ai có thể nghĩ tới được rằng là gì ạ là mị sẽ như thế nào ạ mị sẽ có những cái hành động như thế chúng ta thấy rằng là chúng ta cũng đã từng bắt gặp một cái nhân vật à, trong chuyện ngắn cực kỳ nổi tiếng của nhà văn nam cao cũng đã từng uống rượu các em có nhớ không đó là ai nhở đó là ai đó là ai nhở trong chuyện ngắn của nhà văn nam cao cũng đã từng uống rượu đó là ai nhở à đó là chí phèo và có một cái phân đoạn mà chúng ta vô cùng ấn tượng đó là cái phân đoạn mà chí phèo uống rượu khi mà cái bi kịch cự tuyệt tình yêu nó đã xảy đến đúng không ạ và lúc bấy giờ thì uh, bắt đầu là gì ạ? thị nở với trí phèo sống với nhau được uh, mấy ngày rất là vui vẻ thì tự nhiên thị nở hâm hấp dở hơi nhớ ra là ôi trên cuộc đời này mình vẫn còn có một người cô già thôi bây giờ mình quay trở về mình hỏi cái bà cô già đấy của mình xem là như thế nào về cái câu chuyện của mình với cả trí phèo Thế là cô bà gì ạ? À sau đó thì sao nhỉ? Sau đó thì bắt đầu là thị nở mới quay trở về Mới nhận được cái sự phản đối rất kinh khủng của bà cô già Đúng không ạ? Thị nở tức lắm Bởi vì bà cô bảo là thế gì ạ? Đàn bà đúng không ạ? Đàn bà Đàn ông ở trong cái làng vũ đại này chết hết rồi hay sao mà mày còn đâm đầu vào cái thằng trí vẻo nói đủ các kiểu thị nở tức lắm thị nở thì đâu phải là là tính cách bình thường đâu cũng hơi dở dở một tí chứ đúng không thế xong bắt đầu là thị nở mới quay về à thị nở mình cũng thị nở mới quay về thị nở mới điên lắm đã thế cái thằng chí phèo nó lại còn uống rượu nó lại lèm bèm lèm bèm về việc mình về lâu tức quá chút một trang đúng không ạ chút một trang vào mặt chí phèo chí mèo chí phèo gì ạ à chí phèo không hiểu chuyện gì xảy ra cả ngỡ ngàng thì đến lúc đấy mới bắt đầu níu kéo thị nở ở lại thị nở bắt đầu quay đít bỏ đi thì níu kéo lại thì bị thị nở du cho một phát ngã cầm queo dưới mặt đất và lúc bấy giờ các em ơi nó là một cái điều phải nói rằng là chị chị cực kỳ xúc động ở cái phân đoạn đó chúng ta đều biết rằng là xuất phát điểm của anh trí là một người nông dân vô cùng lương thiện trí phèo cũng chỉ có những giấc mơ giống như những con người bình dị thôi đó là mơ về ngôi nhà, mơ về những đứa trẻ, một cái cuộc sống rất bình yên, chồng cày thuê quốc mướn mà vợ dệt vải, đúng không ạ? Thế nhưng mà vì cái ghen tuông tầm thường của bá Kiến cộng thêm với cả gì ạ? Cộng thêm với cả nhà tù thực dân đã khiến cho một anh trí hiền lành bị tha hóa trở thành con quỷ dữ của làng Vũ Đại. Và đó là cái khoảnh khắc mà bản thân Chí Phèo nghĩ rằng thị nở sẽ trở thành một cây cầu trở thành một cánh cửa để bản thân chí có thể quay trở về với cuộc sống bình thường đúng không chí đã nghĩ như thế và chí không bao giờ có thể tưởng tượng được một điều rằng là cuối cùng mình sẽ lại bị một cái bi kịch nữa xảy đến đó là bi kịch bị cự tuyệt tình yêu và để rồi trong cái giây phút đó không có cách nào khác chí phèo lại tìm đến với rượu chi phèo uống uống để cho mình có đủ lòng can đảm để có thể đến giết chết con mụ khọm già và giết luôn con thị nở đi đúng không ạ thế nhưng mà chúng ta có thể thấy rằng là không hiểu vì sao mình muốn uống để cho mình say mình say đi rồi thì mình sẽ làm những cái việc đó một cách nó dễ dàng hơn đúng không thế nhưng không hiểu vì sao mà mình cứ uống vào men rượu hơi rượu cứ tỏa đâu đây rồi mà sao tự nhiên lại cứ thấy hơi cháo hành nó thoang thoảng Nó cứ quanh quẩn, nó cứ lẩn quất ở không gian nơi đây Và thế là Chi Phèo bắt đầu ôm mặt khóc rưng sức Lần đầu tiên, con quỷ dữ của làng Vũ Đại ôm mặt khóc rưng rức Rất muốn có thể mình có thể say Mình say để mình làm cái điều mình đã định ra Thế nhưng cuối cùng cái trả lại cho chính bản thân mình Lại là hương cháo hành cứ thoang thoảng đâu đây Và để rồi trí phèo ôm mặt khóc rưng rức Chúng ta có thể thấy rằng là đó có rất nhiều người muốn Tìm đến men rượu để làm gì ạ? Để có thể quên đi, đúng không? Để có thể quên đi cái thực tại đau đớn Nhưng người ta cũng uống rượu Để người ta sẵn sàng cho những cái việc Mà người ta sẽ làm tiếp theo đó có thể đó là những cái việc sẽ vô cùng dũng cảm để thay đổi cuộc sống của một con người và chúng ta thấy rằng là rõ ràng khi mà chí phèo uống rượu xong thì cái lối mòn của tội ác đã đưa chí phèo đến nhà thống lý và bây giờ cái mà chí phèo đòi không phải là tiền để mua rượu uống mà là đòi lương thiện ai cho tao lương thiện đúng không ạ và thế là cuối cùng chí phèo làm gì ạ chí phèo mới đâm chết luôn bá kiến và tự tử luôn ở đó đúng không nào? Một cái hành động diễn ra rất là nhanh. Vậy thì ở đây chúng ta có thể thấy rằng là chính cái tác nhân men rượu này cũng đã khiến cho nhân vật mị của chúng ta có những cái hành động nổi loạn sau đó. Và chúng ta cũng sẽ không thể không kể đến một cái tác nhân nữa ảnh hưởng và chi phối rất lớn tới mị đó là tiếng sao Các bạn chú ý giúp cho chị nhá. Đó là mùa xuân. Đó là men rượu và đó là tiếng sáo, ok chưa ạ? đó là tiếng sáo, Được chưa nào? đó là mùa xuân, đó là men rượu và đó là tiếng sáo. à, chúng ta thấy rằng là gì ạ? tiếng sáo là âm thanh của gì? là âm thanh của cuộc sống tươi đẹp, đúng không ạ? là âm thanh của tình yêu vẫy gọi phải ông nào là âm thanh của tình yêu vẫy gọi đúng không ạ và chúng ta có thể thấy rằng là gì ạ lần một tiếng sáo xuất hiện như thế nào nhỉ các bạn nhỉ lần một tiếng sáo xuất hiện này ngoài đầu núi lấp ló đã có tiếng ai thổi sáo dù bạn đi chơi à đúng không ạ lần một đúng không là gì ạ ngoài đầu núi Đúng không ạ? À? Lấp ló đã có tiếng ai thổi sáo gọi bạn đi chơi. Ở một cái khoảng cách như thế nào nhỉ? Ở một cái khoảng cách khá xa các em nhá. Rồi ạ. À, ở một cái khoảng cách khá xa nhá, ở một khoảng cách khá xa. Thế thì chúng ta thấy rằng là gì ạ? À? Mặc dù nó ở một cái khoảng cách khá xa, thế nhưng chúng ta không thể không công nhận rằng đó chính là gì? Một cái cuộc một cái cuộc sống tha thiết đúng không ạ? một cái cuộc sống à, cộng thêm với mùa xuân đúng không à, đang gọi mời đang tác động vào mị và tiếng sáo bây giờ giống như một cái mũi tên làm gì ạ đó là cái mũi tên để xuyên qua cái hàng rào băng giá trái tim băng giá của mị để làm gì ạ để gợi nhớ về ký ức của gì những bài hát của người đang thổi và các bạn ơi mị đã làm gì thế à mị đã cất lên những lời thì thầm mùa xuân đầu tiên sau những tháng ngày mà mị câm lặng đúng không ạ à? cất lên những lời thì thầm mùa xuân đầu tiên sau những ngày mà mị câm lặng Mày có con trai con gái rồi Mày đi làm nương Ta không có con trai con gái Ta đi tìm người yêu Đó, lần đầu tiên nha Vậy là chúng ta thấy là tiếng sáo Cũng đã có một cái sức mạnh rất lớn Như một cái mũi tên xuyên qua Cái hàng rào băng giá để chạm vào trái tim của Mỹ Để bây giờ Mỹ đã cất những cái lời thì thầm mùa xuân đầu tiên Nhầm theo lời bài hát Của người đang thổi Ok chưa ạ? Đấy là lần thứ nhất nhá đến lần thứ hai thì sao? Lần thứ hai gần hơn một chút xíu rồi. Đó là gì đây ạ? À? à tai mị văng vẳng tiếng sáo gọi bạc đầu làng. Tiếng sáo gọi bạc đầu làng gần hơn nữa rồi đây. Đúng không ạ? À? Và chúng ta thấy rằng cái từ văng vẳng ấy nó khiến cho chúng ta có một cái cảm giác là tiếng sáo này như đang dục dã hơn. Đúng không ạ? À? Như đang dục dã hơn tha thiết hơn. Được không ạ? Đánh thức mị. À, đánh thức mị à, với gì đấy ạ? À? Với những ký ức. Đánh thức mị với những ký ức. Được không ạ? À? Đánh thức mị với những ký ức. Đúng chưa nào? Và chúng ta có thể thấy rằng là gì ạ? À? Đó là ký ức về cái gì? Đó là ký ức về tuổi trẻ của mị. Mị cũng đã từng thổi sáo giỏi. Đúng không ạ? À? chỉ cần đặt một chiếc lá trên môi đã là, đã trở thành một cái bản tình ca tha thiết yêu đời và chính vì cái điều đó đã có rất nhiều những chàng trai ngày đêm đi theo mỹ đúng không ạ và chúng ta thấy rằng là khi mà tiếng sáo này xuất hiện cộng thêm với tác nhân của men rượu thì điều gì đã xảy ra đây ạ đó chính là dẫn tới những cái hành động của mị Lúc bấy giờ mị làm gì nhờ các bạn nhờ Lúc bấy giờ Mị làm gì đấy? À, Mị đã bước vào căn phòng. Các bạn ơi, sao Mị không đi chơi luôn nhỉ? Sao không nghe thấy tiếng sáo thế là Mị đi chơi luôn nhỉ các bạn nhỉ? Tại sao lại không đi chơi luôn nhỉ? À, tại sao lại không đi chơi luôn? Là bởi vì á, là bởi vì sao? À, tại sao không đi chơi luôn nhỉ các bạn nhỉ? Tại sao? Tại sao Mị không đi chơi luôn? Theo các em thì tại sao mình không đi chơi luôn? Là bởi vì À đây là một cái thói quen cố hữu của Mỹ nhá. Đây là một cái thói quen cố hữu của Mỹ mà. Cũng giống như anh giống như gì à? anh Chí nhá. À? Ban đầu là ý định của anh ý là anh ấy muốn đến giết chết bà cô già, giết luôn con gì ạ, à? con thị nở luôn mà. Thế nhưng mà cuối cùng là cái bước chân của tội ác, lối mòn của tội ác theo một cái thối, thói quen cố hữu thì anh ấy vẫn bước đến nhà thống lý bá cha mà, đúng không ạ? Thế thì chúng ta có thể thấy rằng là không phải là bị chưa làm đẹp đâu, mình không nghĩ đến được cái điều đó đâu ạ. Nó giống như là một cái thói quen cố hữu thôi, nhá. Giống như một cái thói quen cố hữu thì lại quay lại bước vào căn phòng. Thế thì chúng ta có thể thấy rằng là chính tiếng sáo bây giờ đã đánh thức cái ý thức về bản thân sau đó tính tiếng sáo đã đánh thức ý thức về bản thân bị vẫn cứ ngồi ở trong căn phòng đó trông ra thế nhưng bây giờ mị đã có cái nhận thức về bản thân mình về cuộc sống thực tại đó là gì ạ đó là mị chỉ đang là thân con trâu con ngựa thôi và mị đang sống một cái cuộc đời cực kỳ vô nghĩa các bạn ạ bị nhận ra điều đó luôn á Đến bây giờ là bắt đầu có ý thức về bản thân mình rồi đấy. Đúng không? Và bắt đầu bị nhận thức. Bị nhận thức là gì? Mị nhận thức là mị vẫn còn trẻ và mị muốn đi chơi. À, thế nhưng mà trước cái nhận thức đó, mị lại nhìn ra một cái thực tại đau đớn của mình. Thực tại đau đớn của mình đang phải đương đầu, đúng không ạ? Đó là gì? Đó là mình đang sống với a sử thế nhưng mà lại không có tình yêu đúng không ạ à? huống chi mị và a sử sống với nhau mà không có lòng với nhau không có tình yêu đúng không ạ à? không có tình yêu vậy nên chúng ta có thể thấy rằng là gì ạ vậy nên chúng ta có thể thấy rằng là bản thân của mị mị rất muốn đi chơi mị nhận thức được rằng mình vẫn đang còn trẻ thế nhưng bản thân mị lại phải đang đối diện với một cái thực tại đau đớn đó chính là gì? Đó chính là sống với A Sử Sống một cái cuộc sống không có tình yêu Và có Có, có cái điều gì đớn đau bằng được cái việc đó Đúng không? Ok ạ, à. vừa nãy chị Hiên nhầm mà Chị Hiên nhắc đến Chí Phèo và Bá trà Phải là Bá Kiến chứ, đúng không? Chị rất xin lỗi các bạn nếu như chị có nhầm nhá Rồi, các bạn ơi bây giờ quay trở lại này Chúng ta sẽ có À đúng không ạ? À? và lúc mà nhận ra được cái thực tại đó, nhận ra được cái gì ạ, à? cái cuộc sống của mình ở thời điểm đó thì mị như thế nào nhỉ các bạn nhỉ? À mị đã ước rằng đó là mị muốn tìm đến cái chết. Giá có cái nắm lá ngón trong tay lúc này, mị sẽ ăn cho chết ngay chứ không buồn nhớ lại nữa bởi vì nhớ lại thì chỉ thấy nước mắt ứa ra thôi, chỉ thấy đau khổ thôi. Thêm một lần nữa cái hình ảnh lá ngón lại xuất hiện. Và hình ảnh lá ngón đương nhiên sẽ đi đi kèm cùng với cả cái gì ạ? Sẽ đi kèm với hình ảnh của cái chết, đúng không? Thế thì chúng ta thấy rằng là trong cái lúc mà bị đau khổ và tuyệt vọng đến như thế Đau khổ và tuyệt vọng, rất muốn tìm đến cái chết Thì điều gì đã cứu Mỹ ạ? Điều gì đã cứu Mỹ? Đó chính là tiếng sáo lần thứ ba À, tiếng sáo gọi bạn yêu vẫn lừng lơ bay ngoài đường lần đầu tiên mị không chết vì mị thương cha còn lần thứ hai mị cứu sống mị đó chính là tiếng sáo được không ạ à? chính là tiếng sáo nhá chính tiếng sáo đã kéo mị lại gần với tình yêu cuộc sống và đã thôi thúc cái gì ạ à? thôi thúc hàng loạt các hành động phản kháng của mị được chưa ạ tiếng sáo đã cứu sống mị và thôi thúc hàng loạt các hành động phản kháng của Mỹ. Thôi thúc hàng loạt các hành động phản kháng của Mỹ. Ok chưa ạ? Đó là hành động gì đấy? Đó là gì ạ? À, đó là Mỹ đã thắp sáng căn phòng. Thắp sáng căn phòng. Trong khi đó chúng ta biết rằng là trước đó Mỹ có nhu cầu về ánh sáng không? Hoàn toàn không bởi vì là bị đã sống ở trong căn phòng đó rất nhiều năm và bị cứ chỉ ngồi ở đó bị trông ra thôi thấy mờ mờ trăng trắng không biết là xương hay là nắng thì bị cứ trông ra như thế thôi đúng không ạ à thế thì chúng ta có thể thấy là cái nhu cầu về ánh sáng đã xuất hiện nhu cầu về ánh sáng đã xuất hiện đúng không ạ và có phải chăng đó là cái nhu cầu muốn được thắp sáng chính cõi lòng của mình trăng đúng không ạ đó chính là một cái hành động cho chúng ta biết được rằng bản thân của mỹ đúng không ạ bản thân của mỹ cũng đang muốn làm cái đó nhá bản thân của mỹ cũng đang muốn làm cái đó trong tài liệu có em xem kỹ đi nó sẽ bị lẫn vào cái lần thứ hai á phương anh ạ à, bởi vì là nó dính với một cái phân đoạn đó là mỹ đang muốn chết ạ một có cái nắm lá ngón trong tay lúc này thì mỹ sẽ ăn cho chết ngay chứ không buồn nhớ lại nữa đấy phương anh nhìn thấy cái lần thứ ba chưa đã có hàng trăm bạn hỏi chị về cái đó rồi và chị luôn trả lời rằng các em phải đọc kỹ đi nhá đọc kỹ đi trước khi hỏi chị nhá rồi đấy là lần thứ ba đúng không ạ thế đến lần thứ tư thì sao tiếng sáo lần thứ tư thì sao tiếng sáo lần thứ tư xuất hiện thì sao ạ à tiếng sáo dập dờn trong đầu mị dập dờn trong đầu mị à và chính cái tiếng sáo dập dờn trong đầu mị Thế nên là chúng ta thấy được là Mỹ đã có một loạt các cái hành động là gì nhỉ? Đó là Mỹ quấn lại tóc này. Đúng như các em nói là make up đấy. Đúng không? Đúng như em nói là make up hả? Rồi, quấn lại tóc này. À, với gì ạ? À, với lấy cái váy này, hoa này. Đúng không ạ? À? Rút thêm cái áo này. Đúng không? Rút thêm cái áo này. Rút thêm cái áo này. Ok chưa ạ? Và chúng ta có thể thấy rằng là gì nhỉ? À, Mị sẽ đi chơi ngày Tết. Đúng không? Mị sẽ đi chơi ngày Tết tất cả những cái chi tiết đó cho chúng ta thấy một điều là mị sẽ đi chơi ngày Tết. Đó là một cái sự chuẩn bị, đó là một cái sự chỉnh trang lại cho chính bản thân mình. Và cái điều đó đã cho chúng ta thấy rõ được rằng bản thân nhân vật mị đã có cái sự thay đổi ở trong cõi lòng trai sản của chính mình. Đúng không ạ? Cái điều bây giờ mị mong muốn đó chính là gì? Là được đi chơi giống như biết bao nhiêu những người đàn bà ở Hồng Ngài. Họ có chồng nhưng họ vẫn đi chơi mùa xuân đấy thôi. Huống hồ mị và ai A xử ở với nhau nhưng không có lòng với nhau và mị rất muốn có thể quay trở về như ngày xưa đúng không? Mỹ nhận thức được cái đó đúng chưa ạ? Thế nhưng mà lúc đó thì A xử đã về và nó làm gì ạ? A xử về nó thấy mị muốn đi chơi ngày tết, thấy mị muốn đi chơi nó hỏi mị nhưng mị không trả lời, đúng không ạ? À? Và nó làm gì? Nó đánh mị sau đó trói mị bằng một thúng sợi đây được không nào? sau đó nó tắt đèn và đóng cửa lại. các em ơi, các em có tưởng tượng được ra cái cảnh tạm nhẫn đó không ạ? các bạn có gì ạ? À? à các bạn có 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 cứ tưởng tượng ra được cái cảnh đó không ạ? mày muốn đi chơi à? không trả lời à? bụp bụp chói được không ạ? tắt đèn đóng cửa rầm à các bạn ơi rất là nhanh và chúng ta thấy nó là một cái rất là vũ phu luôn ấy đúng không ạ rất là vũ phu luôn ấy ạ được chưa nào tắt đèn đóng cửa lại nó muốn làm gì đấy à nó muốn dìm mị trong bóng tối trong địa ngục mà chính nhà thống lý bá cha đã làm gì đã xây lên đúng không ạ một cái ngôi mộ nổi ngục thất trần gian phải chưa nào ok chưa <laughs> rồi chị diễn tả khiến cho các bạn choáng à hả à, chị hiên diễn tả khiến cho các bạn choáng à thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá nó muốn giam mị dìm mị trong một cái gì ạ à? trong một cái cảnh sống đọa đầy đúng không thế nên là chúng ta thấy rằng thế nhưng nó có thể trói được thể xác mị nhưng nó có trói được tâm hồn và suy nghĩ của mị không? không đúng không ạ à? và lần thứ năm tiếng sáo xuất hiện ok chưa nào lần thứ năm thì tiếng sáo xuất hiện các bạn nhá lần thứ năm tiếng sáo xuất hiện được chưa nào lần thứ năm thì tiếng sáo xuất hiện à thế thì chúng ta có thể thấy rằng lần thứ năm là gì nhỉ là tiếng sáo dẫn mị theo những cuộc chơi những đám chơi đúng không ạ à? những đám chơi trong đầu mị dập dờn tiếng sáo đúng không ạ à? à chúng ta thấy lần thứ năm tiếng sáo lại xuất hiện dìu mị theo những cuộc chơi những đám chơi dẫn mị về những cái khát vọng của tuổi trẻ đúng không nào và chúng ta thấy rằng chính điều đó đã dẫn tới một cái hành động của nhân vật mị đó là gì nhỉ à lần thứ tư á đây lần thứ tư đây rồi này ui rồi ôi thế thế học hành cái kiểu gì đấy hả cái bạn tên là họ tên này họ tên ơi là họ tên họ tên học kiểu gì đấy họ tên ơi chị nói lần thứ tư ở trên rồi mà họ tên rồi được không ạ à? thế thì bắt đầu gì ạ à dẫn bị theo những cuộc chơi những đám chơi và quay gì ạ à quay về cái khát vọng của tuổi trẻ và đó chính là cái sức mạnh chính xác để mị gì ạ? À? Vùng bước đi. Đúng không nào? Đó chính là cái sức mạnh để mị vùng bước đi các em nhé. Thế nhưng mà chính bởi cái việc mà gì ạ? À? vùng bước đi đó đã kéo mị quay trở lại thực tại, đưa mị trở về thực tại. Được không nào? Và lúc bấy giờ thì nghe thấy cái gì? Nghe thấy một cái âm thanh mà chúng ta không muốn nghe. Đó là gì ạ? À? Nghe thấy tiếng chân ngựa đạp vào vách nhá Nghe thấy tiếng chân ngựa đạp vào vách, được chưa ạ? À? Và chúng ta thấy rằng là cuộc sống lại trở về với thân phận châu ngựa Được không ạ? À? Cuộc sống lại trở về với thân phận châu ngựa Ok chưa nào? Các bạn hãy chú ý giúp cho chị là như vậy, một cái báo hiệu đấy đúng không thế sau đó thì trong cả một đêm cứ mê mê man rồi lại tỉnh đúng không ạ à? và để rồi đến lúc sáng thì lúc bấy giờ mị mới gì ạ à? lúc mà sáng thì bắt đầu mị tỉnh lúc ý là mị đã thực sự tỉnh táo rồi và bắt đầu mị nghĩ về câu chuyện câu chuyện của người đàn bà đã từng bị trói đứng cho đến chết Đúng không ạ? À? Ở trong nhà này thì lúc đấy bắt đầu mình thấy sợ nhá. Mị mới cựa mình xem là mình còn sống hay đã chết. Thế thì chúng ta có thể thấy rằng là cái biểu hiện sợ chết nó chính là cái biểu hiện cao nhất của của lòng ham sống. Phải không ạ? À? Người ta sợ chết thì đấy là vì người ta còn ham sống, đúng không? Vì là sợ chết thế nên người ta mới có lòng ham sống. Đấy là thể hiện cao nhất cho lòng ham sống, đúng không? Và chúng ta thấy rằng là để rồi cái người cởi trói cho Mỹ là ai? Ai là người cởi trói cho Mỹ? Là cái người chị dâu, đúng không? Là hiện thân của lối sống cam chịu Hiện thân của lối sống cam chịu, đúng không ạ? À? Mới 30 tuổi thôi mà lưng đã gù bởi vì đem phải đeo thồ quá nhiều, đúng không ạ? À? Chúng ta thấy không? nhá các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy đó là hiện thân của lối sống cam chịu và chúng ta có thể thấy rằng đó là gì ạ à? mị đã được cởi cái sợi dây chói hữu hình nhưng mà còn cái sợi dây chói vô hình thì sao sợi dây chói vô hình thì sao ạ à? vẫn chưa có cởi được cái sợi dây chói đó Được không ạ à? thế nhưng các bạn có thể thấy nếu như không có đêm mùa xuân thì cũng chưa chắc đã có đêm mùa đông vậy nên các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là gì ạ à như lỗ tấn đã nói thì tia lửa nhỏ hôm nay báo hiệu đám cháy lớn ngày mai và thực sự là cái đêm mùa xuân này đã trở thành một cái tia lửa nhỏ để chúng ta thấy đến đêm mùa đông thì nó đã thực sự bùng cháy dữ dội các bạn nhá các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy được không nào